Mới đây, mạng xã hội đang truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh tên trộm lẻn vào đám tang của một gia đình ở Bình Dương, trộm đi thùng tiền phúng viếng, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Ngày 6 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đã trích xuất camera an ninh, truy bắt hai thanh niên đã trộm thùng tiền phúng viếng đám tang của một gia đình ở phường An Thạnh. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, ở khu vực này xuất hiện hai nam thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang y tế chạy qua lại nhà của đám tang nhiều lần. Sau khi phát hiện nhà không có người trực ở khu vực linh cữu và phía ngoài sân cũng không có người, một nam thanh niên xuống xe đi bộ vào bên trong. Nam thanh niên này tìm kiếm dò la xung quanh khu vực tổ chức tang lễ và sau đó bê thùng tiền phúng viếng mang ra ngoài rồi lên xe máy của đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát. Đến sáng ngày 4 tháng 1, gia chủ phát hiện thùng tiền phúng viếng bị mất và báo cho công an địa phương. Được biết, công an đã vào cuộc truy tìm và tìm thấy thùng đựng tiền phúng viếng ở cách khu vực đám tang khoảng hơn 2 km, nhưng toàn bộ số tiền bên trong đã bị lấy mất.